Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala nabiya ba'dah Hijab của phụ nữ Muslim Hijab là sự bảo vệ phụ nữ khỏi bị tổn hại, an toàn cho người khác khỏi sự cám dỗ và bảo vệ xã hội khỏi rơi vào dược thẩm của tệ nạn và dục vọng. Hijab là quy định bắt buộc đối với phụ nữ Muslim Ra lệnh của ấy phải hijab đầy đủ trước mặt những người đàn ông có thể kết hôn với cô ta ngay cả khi những người đó là những người nam trong họ miễn sao người đó có thể cưới được cô ta làm vợ và người đó không phải là người mahram của cô ta. Hijab của phụ nữ là việc che kính toàn bộ cơ thể ngoại trừ gương mặt và hai bàn tay và phải phù hợp với các điều kiện sau đây. Thứ nhất, vải phải dày và không nhìn thấy được những gì bên dưới. Thứ hai, trang phục phải rộng không mô tả được phần công của cơ thể như quần áo bó sát. Thứ ba, không phải trang phục nhằm thu hút người khác phải. Thứ tư, không xịt dầu thơm khi ra ngoài nhất là ở những nơi có nam giới. Thứ năm, trang phục không giống quần áo của nam giới. Và thứ sáu, trang phục không giống cách ăn mặc của những người ngoại đạo. Thứ bảy, không ăn mặc loại trang phục độc lạ nhằm nổi bật hơn các người bạn đồng lứa. Ngoài ra, bất cứ trang phục nào không đáp ứng được các điều kiện này đều bị xem là sự phô bày cơ thể là hành vi bị Allah nghiêm cấm và trừng phạt. Người phụ nữ Muslim cần phải tuân theo và phục tùng mệnh lệnh của Allah tối cao và mệnh lệnh của sứ giả của Ngài sallallahu alaihi wa sallam để có được sự hài lòng của Allah và thiên đàng của Ngài và để thoát khỏi mối đe dọa như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã khuyến cáo. Sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'athna bil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasi yátun mumilatun mailat yátun mu mi látun lát sa hun na ka as ni la la yat du ru-u-sa-hun-na-ka-as-ni-yatil-bu-khtil-ma-i-la ri ha ha wa-la-yat-ji-da-na-ri-ha-ha yu du min masirati si ro ti wa ka Có hai loại người thuộc dân của Hóa Ngục Ta chưa nhìn thấy hai nhóm người đó Một nhóm có roi như đuôi bò mà họ dùng đánh người Và nhóm khác là những người phụ nữ mặc không kính người mặt tựa như không mặt, không đoan trang, lạ lời, đau tóc của các nữ đó tựa như bú của con lạc đà ngã nghiêng. Họ chẳng được vào thiên đàng và không ngửi thấy được mùi hương của thiên đàng, dẫu cho mùi hương của thiên đàng được ngửi thấy ở khoảng cách như vậy, như vậy. Hadith do Muslim ghi số 2128. Allahu a'lam wa cầm